Xin chào anh chị, đã quay lại với Hoa Lan Di Phong. Và trước Tết anh chị, thời điểm em có hướng dẫn anh chị, chia sẻ anh chị về cái cách mà chích vô những cái mắt ngủ ở trên đây nè, khoan nhẹ vào và bôi cái di xanh á anh nha. Bôi cái di xanh thì không biết là anh chị đã làm thành công chưa, hoặc là có điều gì mà anh chị làm mà cái cây có bị ảnh hưởng gì không, thí dụ anh chị thành công hay thất bại gì á, anh chị để bình luận để em biết, thí dụ để là những cái động lực tiếp theo, hoặc là góp ý cho em để em làm những cái clip hỗ trợ anh chị một cách cụ thể nhất, làm sao anh chị có những cái chậu lan thật là đẹp. Và quay trở lại với việc chích bằng cây di xanh thì đây là thời điểm hoa anh chị, đáng lẽ qua mùa hoa rồi nhưng mà những cái chậu vẫn làm được anh chị. Chỉ với cây di xanh thôi anh nha, cây di xanh chích ở khoang giữa, ở giữa đốt mình bôi cây di xanh thì tiếp tục nó ra hoa, và anh chị có thể là điều khiển nó cho ra hoa quanh năm cũng được luôn anh chị. Anh chị khoan xong và anh chị hạn chế tưới nước 2 3 ngày là sẽ được những cái chậu kiều, kiều như thế này. Và nếu mà anh chị ở trong giai đoạn cái clip đó, sau khi anh chị đã thử nghiệm á, thì anh chị đã thành công hay chưa, nhớ báo tin cho Hoa Lan Di Phong bằng cách bình luận nha, hoặc khoe những cái chậu kiều anh chị đã làm được bằng cái cách mà Hoa Lan Di Phong chia sẻ anh chị, để tạo động lực cho em làm nhiều clip chia sẻ để hay hơn nữa, để anh chị có những chậu lan thật là đẹp như kiểu như thế này anh nha.